Hello các bác nhá. Em giới thiệu các bác một chiếc chân máy quay của hãng Vebon siêu to. To cực kỳ luôn nha các bác nhé. Nặng 4,7 cân. Đấy. Cao thì một này 1,7 mét 8 gì đấy. Chờ em chút em cho gọn này vào nhá. Sau thử máy xong rút dây gọn rồi nhá, xong nhá. Đây con này. Đó, con này thì nếu mà thu gọn ba cái chân vào nó cao tới 1m8 luôn đấy. Quay gần lên cho các bác xem nhá. Đây này. Ui giời. Vebon VGX-881B made in Japan, full nhôm từ đầu đến chân. Có cả răng dưới chân này. Con này có răng dưới chân rất là chắc nha các bác nhá. Đây này, cái răng chân dưới của nó này. Có những cái răng chân này rất là dày, rất là chắc, tay quay để quay rất là mượt luôn nhé. Đấy, rất là êm. Con này đầu dầu nhé, đầu dầu này có con này quay đi quay lại mà nó mượt và êm lắm này. Đấy, đây tiếp theo quay lên trên cho các bác xem này. Con này thì sử dụng cái củ đầu PH-268R. Đấy, có bắt nhanh nhé. Này các bác nhìn cái tay cầm để mà quay này nó cũng to như thế này. To hơn ngón tay luôn. Cái đầu này có bắt nhanh. Đây. Đúng ra cái con này ấy, cái bắt nhanh ở trên cái đầu này con này. Trên cái đầu này nó sẽ có một cái bắt nhanh khác nhé. Nhưng mà nó bị thiếu bắt nhanh rồi thì em sẽ đã lắp thêm một bộ bắt nhanh. Đó. Đây, bộ bắt nhanh ấy đây. Bộ bắt nhanh này là cũng từ bên Nhật về luôn nhé. Nhìn các bác này. Đó, đúng ra là nó sẽ có một cái miếng sắt nó lùa vào cái thằng này. Nhưng mà nó bị thiếu nên là em sẽ lắp riêng hẳn một bộ bắt nhanh này vào. Nhưng một bộ bắt nhanh này bây giờ mà mua ấy, hàng Việt Nam không nhé, tức là mua trên Shopee hàng Việt Nam không. Cái bộ bắt nhanh sắt mà hàng xịn như này này, nó cũng 500.000 đấy. Chứ còn mua cái bộ rẻ rẻ thì nó khoảng tầm độ hơn 100 thôi. Rất là dày nhé. Ốc để vặn vào đây. Em lấy cái máy ảnh em bạn thử cho các bác xem này. Con máy này thì các bác lắp cái máy quay to cũng được. Cực to luôn, hoặc các bác lắp chân đèn cũng được nhé. Tại vì nó rất là chắc. Đấy. Ở đây sẽ có một cái gen này để mình vặn vào cái máy ảnh, máy quay hoặc máy chiếu này. Còn bác nào về làm chân kẹp củi ấy, thì siêu to. Con này thì có mà các bác tải cả tạ đây cũng được. Thật luôn. Trăm cân luôn cũng được. Đấy, bác nào có nhu cầu phù hợp cái chân này thì alo em. Này nha, ống trong này nó to. Con này nó phải ống 40. Rất là to. Sắt này rất là dày nha, cái răng dưới dày lắm. Full nhôm hết. Đây có một cái TO cân bằng này. Thằng này nới ra để ngửa lên ngửa xuống. Rất là mượt nhé. Nó bằng củ dầu ấy, anh em mà có gật mạnh nó cũng không gật được, nó cứ từ từ nó mới chạy thôi. Đấy, đun từ từ mới được. Thằng này để quay tròn. Đấy. Đây cái bộ bắt nhanh này, bộ bắt nhanh này cũng của Nhật luôn nhé, Japan này các bác này. Đó. Cái nó về nó thiếu một cái bắt nhanh ở đây nhưng mà em đã lắp hẳn một bộ vào đây rồi. Con nào lấy thì alo em nhé. Rồi ok các bác.